Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay em lên các mẫu dao lóc, dao sashimi, dao đi rừng và một ít đồ nghề. Trong video em có tặng vài món với đơn trên 500 em tặng. Anh chị mua hàng thì thanh toán cho em với giá em ghi cụ thể trên từng cây cộng ship ạ. Đơn trên 300 chuyển khoản, free ship dưới 300 chuyển khoản thì cộng 15k tiền ship ạ. Tất cả các dao kéo hay là đồ nghề gì thì khi trước khi em giao em đều mài bén hết nha anh chị. Em mài bén trước khi em giao. Cây này là cây dao lóc của Cao Sinh. Cái loại này nó thép nó dẻo với lại nó dẻo, nó mỏng, nó khó mài, nó dài nữa, rất là khó mài. Cái này thì em mài bén rồi. Mài chỗ này hơi xước, chỗ này nó dẻo khó mài lắm. Cắt cũng khó cắt nha. Nó bén lắm nhưng mà nó cắt nó cũng khó cắt so với da bình thường đó. Loại này em còn có mấy cây thôi. Hôm nay em lên mã N ạ. Anh chị nhắn tin cho em thì nhắn giùm em cái mã số nha. Còn nếu như mà các video mà xa hơn mã A, B, C gì đó thì cho em cái ảnh, chứ mỗi lần hỏi là em đi tìm ảnh nó hơi lâu xíu. Nhiều hồi tìm cũng không ra. Hôm nay em lên mã N ạ. Mã đầu tiên là N1600. Tổng dài là 23,5 ạ. Tổng dài 23,5. Cái chốt này là có thể tháo được nha. Chốt này tháo được. Lịch quay, lịch đăng bài thì bình thường thì em đăng vào 19 giờ thứ sáu hàng tuần. Nhưng mà em đang sửa tiệm vài hôm, chắc khoảng 1-2 tuần thì lịch nó có thể thay đổi. Lịch thì em đăng vào tuần này thì em đăng vào thứ bảy ạ. Có mấy ngày đầu tiên thì không có thợ phải làm cho nên làm không có kịp. Cái cây này là tên hãng ở đây ạ. Tuần sau có thay đổi lịch thì em thông báo sau nha. Cây này cũng đăng vào thứ sáu thứ bảy thôi ạ, chứ không có nghỉ. Nó có tên ở hai bên luôn ạ. Tên ở hai bên lưỡi chốt. Kéo này chưa mài. Mài là cắt giấy được nha anh chị. Tất cả kéo em giao là phải cắt giấy được. Mã N2 120 ạ. Cây này cây kéo gần như mới, kéo mới ạ. Nó hơi dính rỉ một chút xíu, không có logo. Cây này giống như hàng lỗi thanh lý anh chị. Chốt này không tháo được ạ. 120. Em còn cây này, hồi trước lên một cây bán rồi, còn cây này với một cây nữa sao? Còn cây này là chắc không biết là còn cây nữa không, nhớ mang máng là còn. N3 100. Cây này ngắn anh chị, 21 xăm rồi. Cây này em có một cây thôi. Kéo bếp ạ, tháo ra được ạ. Củ cai Seki. Em còn con cây, còn cây dài hết luôn. Lấy bao nhiêu cũng hết. Hàng lỗi cho nên nó. Cây này củ cai luôn ạ. Củ cai Michel Brad. Michel Brad đặt cho cái thương hiệu của nó nè, Friend của Pháp. Cây này cũng tháo được mà nó khó tháo hơn cây kia. Cây kia nó dễ rớt hơn, còn cây này khó tháo hết. Cây này 120, cắt bếp, hành, tỏi, ớt. Dài 20 ạ. Brad thương hiệu của nó là cái lá. Lá này gọi là lá thì là hay lá gì đấy. Lâu rồi quên. Đọc lâu rồi. N5 150 ạ. Cái bộ đi rừng.
gặp vào. Cái này cũng gặp vào. Nó có nhiều món lắm mà nó không có tên nha anh chị. Cái ốp ở ngoài là bằng nhựa. Này một cái dao. À có tên đây, Stainless Japan. Japan. Cái này bán vui thôi, không lời lời lãi gì. Cái kéo. Kéo. Cái này cây gì á, cưa gì á, cưa nhưng mà nó không được sắt. Cần thì em mài lại. Cây này cái khui khui lon, khui bia. Cưa đây ạ. Cái này đã gì nhỉ? Cái này đã cưa rồi mà. Còn bên này nữa, nhiều khủng khiếp. Cái này là dũa móng tay. Rồi. Này khui này khui rượu. Rượu van. Trời ơi. Mấy cây nhỏ nhỏ này nó không có sắt, em không biết làm gì, chắc khui dùng nó để khui trái dừa quá. Này, thêm hai cây này nhỏ nhỏ mà nó không có sắt. Rồi bộ của nó đây ạ. À. 150. Nó có tên nha anh chị, nó tên ở đây. N5 chuyển qua N6 ạ. N6 có tên hãng đấy ạ. À, dài của nó. Cái này tổng chiều dài của nó là 9 xăng. Của Fuji Tone. Made in Japan. Cái này là đồ nghề. Chắc bên xây dựng hay bên kỹ thuật gì đó anh chị. Cái này là đo vòng tròn. Đo góc tròn. Đo đường kính hay bán kính vậy đó. Nó bao nhiêu lá? Một lá 15. Một lá 15. Cái này chắc người ta để lâu không sử dụng cho nên nó không có dễ, nó hơi cứng. 13. Nói chung là nhiều lá lắm ạ. Cứng rồi. Cái này phải bôi dầu chứ. Còn cái này là đồ tròn lõm ở trong, còn này đồ tròn lõm ở ngoài ạ. Cái này nó cũng có nhiều lá lắm ạ. 2 4 6 8 10 12 14 16. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ủa kỳ vậy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. À dưới đây 16 nữa. Từ số 15 cho tới số 7.5. Bên này cũng vậy. 300. Mã N6. N7, 200. Em đo cái tổng này thôi nha. Này là 9,5 ạ. 9,5. Cái ốp ở ngoài này là nhựa. Gỡ mấy cái này cực ha. Cái này có tên hãng dưới này ạ. Tên hãng ở dưới này. Tên tiếng Anh ạ. Nó có hai cái. Gỡ ra sợ đứt tay chứ gì hết. Cứng quá. Đây. Cái này nó. Đây hai cái của nó đây. Bộ này 200. N8 150.
Như này có khui bia nè, có ốc vít nè. Sợ gãy móng tay. Dao này không có gỡ ra vệ sinh, nó hơi dơ một xíu. Ê, cái này không ấy. Cái này nó có chữ. Thôi cái N8 này bỏ đi. Không ngon. N9 150 ạ. Ui mấy cái này mệt quá. Có cái khu bia trong này. Khui lon. Đây khui lon. Cây này nó không có tên hãng nha. 150. Có 4 món. N10 108. Cây này nhẹ nhàng. Mãi mới được nhẹ nhàng. Cán gỗ ạ, 108. N11 100. Ngựa cứng nữa đó. Này khui lon. Còn cái này cái dao của hãng Crop nè. Cây này có 2 món, 100. N12 70. Cái này dao 3 lớp anh chị. Lõi thép carbon nè. Có tên hãng nè. Ốp không rỉ. Cái ở ngoài nó là bằng gì ta? Không phải bằng sừng nó. Cái này là bằng đồng ạ. 70. N13 70. Cái này nó có tên hãng đây anh chị. Cái này là thép carbon ạ. Mà lên rất là bén. Cây này cái dao N14 200. Cây này có tên hãng. Tên ở đâu? Đây. Cái chỗ góc này nó có tên hãng nè anh chị. Nó hơi đen xíu ha. N14 200. Ủa. N14 đây. N15 100. Cây này nó có cái mũi này gập vào, nó có tên đây ạ. Gập vào. Còn cái này là để khui lon. Cái này khui rượu van. Gỡ được. Cứng thôi. N15. N16 là hộp đồ nghề. Tên hãng đó ạ. Cái hộp này nó hơi cái chốt. Nó chỉ vậy thôi. Nó không có khóa lại được. Ở trong nó có tem. Cái này là bộ chắc cho kỹ sư, kiến trúc sư gì đó ạ. Bộ cơm ba.
Cucumba của Nhật ha. Xoay xoay. Còn cái chốt chỗ này nữa, nó tụt xuống dưới rồi. Đây, bộ này 300 ạ. N16, N17, cây mài dao của Nhật ạ, 300, tên hãng đó. Cái kẽ này nó hơi dính xét một xíu, không vệ sinh được. Đây này, cái lít dao, lít dao và sữa lưỡi. Kéo thế này thì nó sẽ bén, nó bén tương đối thôi chứ nó không có bén giống như mình mài đá nha anh chị. Mài đá thì bên em có đá Naniva và đá Naniva bằng mùn, còn đá Superstone, đá Superstone màu ceramic thì nhập khẩu từ Nhật, công ty Naniva sản xuất nhập khẩu từ Nhật thì giá nó cao hơn. Liếc xíu là nó bén, nhưng mà nó liếc kiểu này nó không có bén mà cắt giấy được đâu, cắt giấy phải mài bén ngọt mới cắt được. N17, N1850 bằng nhựa, có tên hãng được. Dao bỏ túi 50.000 ạ. N19 50.000 bằng nhựa luôn ạ. Dao bỏ túi á. Cái không rỉ N20 50.000. Cái N20 đây, cái cán của nó giống bằng sừng chứ nó không giống nhựa ha. Thì em nói thấy giống thôi cho chắc không, em không khẳng định. Dao bỏ túi N21 30, cái này bằng nhựa nhỏ hơn. Dao bỏ túi luôn, các dao này em cũng sẽ mài bén cắt giấy được cho anh chị nha. N30, cái này nếu mà đi mướn thợ mài thì nó không đủ, không đủ công. Cái này nó có tên hãng ở sao nè, dao tên hãng chỗ này. Dao này thép carbon, không phải thấy không rỉ này, da bỏ túi. N23 cái taro tự động ạ, 300.000. Này bên kỹ thuật rành em không biết nha, ở dưới là xoay một chiều khác, có cái chốt, còn ở trên thì sẽ xoay chiều ngược lại, xoay chiều xoay lại không được, xoay một chiều thôi ạ. Còn chính giữa là khóa. N24 cây dao gọt trái cây của hãng, của hãng Feather Stainless. Stainless mình chắc thép cho giống nó hơi rỉ rỉ. Cán gỗ ạ, 150 thôi ạ. Cán gỗ. Dài lưỡi 14,8, rộng 3,6. Cán cho nó có vết chỗ này xíu. N25, cái dao gọt, cái cán này nó giống bằng sừng nha anh chị. Nó có hơi vết một xíu. Trên hãng đó. Này là nó bị dính rỉ nè, dao thép không rỉ nhân dính rỉ, dao một lớp thép không rỉ ạ. N25 100.000, dài lưỡi là 0,8, rộng 2,6 ạ. N26 30.000 ạ.
bên hãng đó. Dài lưỡi 9,3, rộng 2,2 ạ. Cây này là dùng để cắt lông mũi ạ. Cây này cắt lông mũi cắt được nha anh chị. Cây này, hai cây này em tặng thôi ạ. Đơn trên 500 thì anh chị nào mua sớm thì nói em còn thì em tặng, còn em tặng hết rồi thì thôi nhé. Thì để đợt sau nếu có hàng thì em lại có mấy mẫu tặng thì em lại đăng trong video. Đơn trên 500 thì em tặng nha. Tặng cho bất kỳ. Hai cây này cũng tặng luôn ạ. Cây này em không biết làm gì đâu. Đơn trên 500 mà cũng tặng. Cán này giống như cân sừng á anh chị. Cái này anh chị mua về làm gì chia sẻ cho em biết với nha. Em không biết nó tác dụng của nó. Cây này dao gọt, cái cán nó hơi xấu á. Để nhà cũng không làm gì. Nhiều nhà nhiều dao lắm. Của hãng Cây Kết, tặng đơn trên 500 nha anh chị. N27. Mỗi đơn em tặng một món thôi cho nên N27 1.400.000 ạ. Cây này Damascus, tên hãng là in chìm ạ. Damascus, loại của nó là thép VG ạ. Cán gỗ khâu liền. Dài lưỡi 23,5, rộng 4,3 xăng. Vân của nó là vân thép đó nha anh chị, không phải vân giống của hàng Trung Quốc là vân in laser. Cán gỗ đẹp khâu liền ạ. À, dưới cán nó có hơi vết một xíu. Có chút xíu không có quan trọng. N78. Cái này nó hơi cong xíu nha anh chị. Em khi mài thì em sẽ nắn lại xíu. Nhưng mà nắn thì nó cũng sẽ không được thẳng như bình thường được. Nó vẫn sẽ hơi cong nhưng mà sẽ nắn lại. Cây này nó có rãnh chống dính á, của Casin. N78 là Casin ạ. Dài lưỡi của nó 26, rộng 2,2. Cây này cong thế này. Nó cong dài nhưng mà nó chắc hơn cây này nha chị. Nó chắc hơn cái mẫu này. Mẫu này 600 thì nó dẻo hơn. Còn cây này thì nó ít dẻo hơn. Cây này một chút. Đó, cơ rãnh chống dính ạ. N28, mã của nó là DM0765. Classic ạ. Cái này thép của nó chắc là thép VG10 ạ. Classic đa số là VG10. Mẫu N29600 ạ. Cán gỗ. Cây loại này em chỉ còn mấy cây thôi ạ. Dài lưỡi 31, rộng 2,2, 600. Mã của nó là DM0735N ạ. Cán gỗ bát ca N30 550. Cây này 550 tại vì cán nó có vết nha anh chị. Có vết hơi sâu xíu. Vết này nó hơi sâu một xíu, xeo luôn. Này lại dính dơ thôi. Cũng chung mã với cây kia, dài 31, rộng 2,2. Mã là DM0735N ạ, cây xinh. Dòng Classic thép VG10. Cây này là mài bén rồi. N31. Cây sashimi. Hàng nội địa, tên hãng khắc thủ công, khắc chìm. Khâu sừng, cán gỗ. Dao hai lớp ạ. Dài lưỡi 20, rộng 2,9, dày 0,35 ạ. Cái
cái này em mài thì khi em mài nó sẽ bóng hơn một chút xíu nha anh chị. Mài loại sashimi và đề ba mài bằng đá thì nó sẽ lên vân, nhưng mà em mài máy và em đánh bóng thì nó sẽ hạn chế bám rỉ hơn. Thì em chỗ em mài thì nó bóng thôi chứ em không có lên vân. N32500 ạ. Tên hãng in chìm, cán gỗ, khâu nhựa. Dài lưỡi 20,2, rộng 2,8. Dày 0,25. Tên cán nó có in chữ luôn ạ. In chữ của hãng ạ. N23500 ạ. Tên hãng đây ạ. Cán gỗ, cán gỗ của nó còn tem luôn nha anh chị. Cái này hình như người ta chưa xài hay sao á. Dài lưỡi 20,2, rộng 2,9, dày 0,2 ạ. N34, cây sashimi đầu bằng ạ. 400 ạ. Tên hãng nó đây ạ. Tên hãng in chìm, cán gỗ, khâu bằng kim loại ạ. Dài lưỡi 23,7, rộng 2,2, dày 0,3 xăng ạ. N35500. Cây này nó vừa giống cây dao lóc, vừa giống cây đi rừng của hãng Soligan Germany ạ. Dao của đất ạ. Dài lưỡi của nó là 18, rộng 3 xăng ạ. N36, cây dao đi rừng ạ, 600. Tên hãng nó in thôi ạ, in laser cho nên khi vệ sinh nó bay mất tiêu rồi. Nó mất rồi ạ. Dao lưỡi đai cán của nó là bằng nhựa. Chỗ này, cái góc này như dùng để khui hay là dùng để làm gì nè anh chị. Còn chỗ này làm cưa được nè. Rất là chắc, nó dày lắm nha, 300g. Cái này dày 0,4 xăng á. Dài lưỡi 14,5, rộng 3,7. Da một mặt thôi ạ. Cái bao da này là không phải của nó, nhưng mà em có cho nên em thêm. Em thêm, nó không có cái nút này không có đính vô được. Chơi vậy luôn. Chơi vậy đính vô được nè. Đó. Ê, ghê quá ha. Thôi để vậy đi. N37 700. Cây này cây dao chặt củi, nhưng mà ai không biết, người ta thích dùng để chặt xương cho nên người ta cưa đi cái cây, cái tay cầm loại này thì nó sẽ dài giống như mấy cái kia nè. Người ta cưa đi rồi thì cầm chặt thế này rất là nặng, 600g lận. Nhưng mà cây này nó không có tên hãng nha anh chị. 700.000 ạ, nặng 600g. Dài lưỡi của nó 13,3, rộng 7,3, dày 0,7. Cây này mài hai mặt, cây này có thể chặt xương ống được ạ. Rất là sắc, thép đen ạ. Nặng lắm. N38. Cây này có bọc da của nó đây ạ. Cây này của Sankai. Cây dao đi rừng 600 ạ, tên hãng khắc thủ công. Dài lưỡi 16,8, rộng 3, dày 0,6 xăng, nặng 320g. Nó có cái bọc da này luôn. Cái này đợi em sửa tiệm, sửa nhà ổn định xong em sẽ mua mấy cái da này về em may cho anh chị. May bán thêm, kiếm thêm. May mấy cái bọc này dễ lắm. Em may được. Đó. Đi đâu nó tiện, giao đi rừng giao đồ nó tiện. N39 400 ạ. Tên cái này là tên số thôi, không phải tên hãng gì. Chỗ này. Được, nó có khác chỗ đó thôi ạ. Nặng 300g. Dài lưỡi của nó 16,5, rộng 3,3. Dày 0,5 xăng ạ, cán gỗ.
Dao đi rừng nhỏ. Cây dao hai cây liếc dao N40 và N41 ạ. Là N40 cũng 200 mà N41 cũng 200. N40 là nó bằng kim loại. Bằng kim loại nha anh chị, còn N41 là nó bằng đá. Cái hãng N40 không có tên hãng ạ. N41 nó có tên hãng. Cái hãng này Kyocera, cái hãng này là hãng làm dao sứ đó anh chị. Đa số của nó là dao sứ, dài của nó là 15,5 ạ. N40 dài là 28,5. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.